Tin Madrid, Tây Ban Nha Tuần gặp gỡ giới trẻ TG châu Âu lần thứ 41 tại Madrid 2.000 bạn trẻ khắp châu Âu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ TG châu Âu lần thứ 41 được tổ chức tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ 28 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 Tuần gặp gỡ này sẽ quy tụ hàng ngàn bạn trẻ từ khắp châu Âu Trong một thông cáo, Cộng đoàn TG cho biết đã có 3.500 người trẻ từ Ba Lan và 2.000 từ Ukraine đã đăng ký. Chủ đề Chúng ta đừng quên đón tiếp được Tu Huynh Alois, tu viện trưởng của Cộng đoàn Teze đề xướng. Trong tuần gặp gỡ giới trẻ Teze châu Âu, các buổi cầu nguyện chung vào các ngày 29 và 31 tháng 12 sẽ diễn ra lúc 1 giờ trưa tại nhiều nhà thờ ở trung tâm, còn các buổi cầu nguyện vào các ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 diễn ra vào lúc 7 giờ tối tại các phòng của khu hội trợ triển lãm Madrid. Về công tác hậu cần, 170 giáo sứ và hàng ngàn gia đình tại thủ đô Madrid sẽ mở cửa nhà đón tiếp các bạn trẻ. Có khoảng 800 tình nguyện viên sẽ đến từ 2 ngày trước khi khai mạc tuần gặp gỡ để chuẩn bị những công việc cuối cùng. Cộng đoàn TG là một tu viện đại kết giữa tinh lành và công giáo ở làng TG thuộc vùng Burgundy, nước Pháp. Được thầy Roger Church, một tín hữu tinh lành thành lập vào năm 1940 Hiện nay, cộng đoàn có hàng trăm tu sĩ thuộc công giáo và tinh lành Đến từ khoảng 30 quốc gia trên toàn thế giới